Chào mừng quý vị đến với là buổi sáng ở một cái vùng nông thôn. Thì hiện tại nắng vừa mới bắt đầu lên rồi. Thì bây giờ cũng cỡ tầm ngang 6 rưỡi á. Mọi người đã bắt đầu đi làm những cái công việc của mình rồi. Thì ở nông thôn thì mọi người thường thường là dậy rất là sớm. Chứ mình nghĩ ở thành thành phố như vậy cũng như vậy, nhưng mà họ không thể sớm bằng ở nông thôn được. Tại vì sao là có những cái hiện tượng đó và nó sẽ được giải thích như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ làm trong cái video này. Thì nông thôn là một trong những cái vùng đất mà đa số những người ở đây họ đều làm cái nghề đó chính là nông nghiệp, giống như là trồng trọt chẳng hạn, hay là chăn nuôi cũng có, nhưng mà chăn nuôi mình vẫn thấy ít hơn là trồng trọt. Thì một trong những cái đặc điểm đó đã làm nên cái sự khác biệt giữa ở đây. Thì đa số những người ở thành phố thì họ sẽ làm những cái công việc kiểu như ở công sở chẳng hạn, hay là những cái công việc ở công trình. Thì ở đó có những cái giờ mặc định rồi, giống như ở những cái ngân hàng thì họ sẽ bắt đầu làm việc vào lúc 7:30. Thì từ khoảng 6 giờ là họ sẽ bắt đầu dậy, là thường thường 6 giờ là người dân ở dưới thành phố là bắt đầu dậy. Và nếu như những người công nhân thì cỡ khoảng cũng vào khoảng giờ đó thì họ bắt đầu đi làm. Thì họ dậy sớm hơn khoảng 1:30, ngang 6 giờ là họ bắt đầu dậy. Mình cũng vậy, mình ở dưới đó thì mình ở dưới đó thì cũng cỡ khoảng mình đi học 7:30. À, 7 giờ là mình bắt đầu vào học. Thì mình dậy cỡ khoảng 6 giờ á. Mình bắt đầu đi. Dậy ăn cơm đánh răng rửa mặt xong rồi bắt đầu đi. Thì có một cái điều như thế này, ở dưới nông thôn á, thì nếu mà để làm được những cái cây trồng cây chẳng hạn thì họ sẽ trồng vào rất là buổi sáng rất là sớm, hoặc là tưới cây chẳng hạn thì họ sẽ trồng vào buổi sáng rất là sớm. Vì vậy thì họ phải dậy ngã được khoảng 9 giờ 10 giờ là họ không thể làm việc được nữa. Đối với ngành trồng trọt á, giống như là trong những cái cây hò đậu hay là trong những cái đồ như vậy thì họ sẽ phải dậy sớm để họ trồng, tại vì những cái cây đó thì họ trồng vào ban ngày, nó ban buổi sáng sớm nó mới thích hợp, buổi sáng sớm nó mới thích hợp, còn mà trồng vào buổi trưa thì nó không thích hợp cho lắm, vì vậy họ dậy rất là sớm. Sau khi ngoài lý do đó ra nữa thì còn thêm một cái lý do nữa là người nông thôn họ do họ ngủ rất là sớm, ngang tụi vì mất ở dưới không 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 nói những cái thành phố khác kiểu như là Sài Gòn, mình chỉ nói Huế thôi. Huế thì cỡ ngang mình thấy ở dưới từ khoảng, nếu một số nhà bình thường á là khoảng ngang 10 giờ là họ bắt đầu đi ngủ, 10 giờ là họ bắt đầu đi ngủ rồi. Nhưng mà một có những cái nhà thức khuya hơn á thì ngang cái tầm 11 12 giờ là họ bắt đầu đi ngủ. Ở bên bờ Bắc á là họ ngủ rất 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 là sớm, còn ở bên bên Nam thì nó khác, bên bên Nam thì nó không khí nó nhộn nhịp hơn. Vì vậy những người ở bên đó thì họ thức dậy, họ đi ngủ muộn hơn. Còn quý vị mới biết ở nông thôn có những người mà ngang ở tầm khoảng 3 giờ sáng là họ bắt đầu dậy rồi, 1 giờ sáng là họ bắt đầu dậy rồi, bởi vậy là họ họ ngủ rất là sớm. Quý vị biết á, là thường thường những cái người ở nông thôn á, thì họ sẽ lên những cái chợ để họ buôn bán, cũng có những cái chợ để họ buôn bán, hay là họ nấu cái món gì đó họ buôn bán, thì họ sẽ dậy rất 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 là sớm, họ chuẩn bị nguyên liệu này, đi mua nguyên liệu này. Nếu mà những người mà đô hơn thì họ sẽ chuẩn bị nguyên liệu vào ngày hôm qua và để sáng hôm nay họ sẽ làm việc. Sau khi làm nguyên liệu xong thì họ sẽ bắt đầu đi làm, đi dậy. Tại vì buổi sáng mà quý vị mà khi mà thấy mình ở cái vùng đấy, ở vùng chợ Tuần đi, và về cái chợ Tuần thì mấy trước mình đi chơi game rất là khuya, mình đi chơi game rất là tối, ngang tầm 3 giờ sáng à. Ngang tầm 3 giờ sáng là mình chơi xong là mình bắt đầu thấy mệt, đi là mình muốn ăn cơm xong muốn về nhà ngủ luôn. Thì sau khi mình tới cái chợ thì nhìn vào là thấy họ bán hết rồi, họ bán bún nghệ này, họ bán bún nước này, nói chung ngang 3 giờ sáng là họ bán rồi.
mình cứ nghĩ đi, ngang khoảng 3 giờ sáng mà họ đã nấu như vậy, họ đã chuẩn bị xong như vậy, họ thức dậy bao nhiêu giờ? Mình nghĩ chắc cũng có tầm khoảng 1 giờ là họ dậy rồi. Vì vậy thì ban ngày họ ngủ rất là sớm. Và họ có thêm một bữa trưa để ngủ bù nữa. Tại vì đa số những người ở đây mình cảm thấy là họ đều có nghỉ buổi trưa hết. Nghỉ buổi trưa để lấy năng lượng lại. Vì vừa nhìn ở dưới này này, có một lượng cát và lượng muông nó rất là lớn. Cái này thì do sông Hương nó vừa mới lụt xong á. Nó vừa mới lụt xong thì nó để lại một lượng muông rất là hay ở dưới kia. Bây giờ mình đi xuống gần hơn một xíu. Hiện tại thì nắng vừa mới lên rất là đẹp. Mấy ngày vừa rồi thì thời tiết, mấy ngày vừa rồi thì nó vừa lụt xong. Bây giờ thì đó, đằng kia họ đánh cát sẵn ạ. Nhìn đó. Mấy ngày trước nước lên ngang này quý vị này. Nước lên ngang cái chân chỗ mình đứng á. Đó. Bây giờ thì nó xuống rồi, nó xuống rất là nhiều rồi. Sau khi nó đi, nó để lại một lượng phù sa rất là lớn đấy. Nhìn trông rất là đẹp. Vì mình nhìn thấy ở bên kia nó có những cái... những cái cây mà nó nghiêng qua nghiêng về như vậy thì do cái dòng nước á. Nó cuộn qua cuộn về chập cái những cái cây nó hướng theo cái dòng nước luôn. Quý vị con thấy những ở dưới này này, những cái cây môn hay là những cây... cây mô hay những cây kia thì nó bị chìm trong nước rất là lâu rồi. Tại vì ở đây ngập khoảng được 3 ngày rồi, ngập 4-5 ngày gì đó. Sau đó xuống rồi nó vẫn bị ngập tiếp. Tại vì nó xuống từ từ chứ không phải giống như mấy cây này thì nó hết ngập này. Nhưng mà những mấy cây đó nó gần sống quá, nó ngập hết đó. Còn ở đây thì cát nó lở này. Cái vùng đất này nó cát nó lở rất là nhiều, mất đất hết. Thì nguyên nhân là một trong những cái đăng kia thôi. Họ đánh cắt sạng nhiều quá. Thực ra nói về cái chuyện cắt sạng này thì mình quay cái như thế này thì mình nói một sĩ thì đối với mấy anh cắt sạng này thì ngăn cản cũng không được. Tại vì nếu mà không cho họ làm thì những cái ngôi nhà hay những cái công trình thì họ không có cát để họ xây dựng. Nhưng mà khi mà họ làm thì ngược lại thì lại làm cho những cái nơi này nó mất đất hết. Đất nó mất hết, sông dần dần nó mở rộng ra rất là nhiều. Đằng này mấy trước á, thì sông này mình có thể nó rất là cạn, có thể giống như là bơi qua bơi về một xí thôi. Nhưng bữa nay nó rộng ra rất là nhiều. Một trong những công sức lớn đó là nhờ những cái ánh đó. Nói chung thì cạn cũng không được mà không cạn cũng không xong. Ok, thôi mình sẽ dừng cái video này là ngày này và mong rằng quý vị hãy subscribe, đăng ký kênh để có thể nhận được những cái video mới nhất. Và hãy like, share video để nhiều người cùng biết đến cái cuộc sống Huế. Và cảm ơn quý vị đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Cảm ơn quý vị đã xem video và hãy like nếu thích cái video này. Và đừng quên là đăng ký kênh để có thể nhận được những cái video mới nhất. Và hãy kích vào cái chuông để là những người đầu tiên nhận được video. Và hãy comment góp ý cho video để channel có thể xây dựng được những cái video tốt hơn. Và cảm ơn quý vị đã ủng hộ cái kênh Cuộc Sống Huế.